Gần đây ở một số tỉnh thành có xảy ra tình trạng học sinh gặp tai nạn thương tích trong nhà trường. Trước khi đạt mục tiêu học nữa học mãi thì điều đầu tiên là các em phải được an toàn. Vấn đề này tại tỉnh ta là như thế nào? Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Đây là những phòng học của trường Trung học cơ sở Toàn Thắng, và chỉ vài tháng trước của năm học 2019-2020, những phòng học này vẫn là nơi học tập của hàng chục học sinh. Đã không ít lần trần nhà chóc nở rơi xuống, may mắn là không rơi vào người học sinh. Những mảng tường rạn nứt trơ cả lõi thép bên trong. Những ngày mưa, hết chỗ này đến chỗ khác bị nước mưa rơi xuống. Ở trên đấy sợ, tại vì ở trên đấy có những lúc có những đống bị lứt, chúng cháu sợ nó bị sập và rơi vào người chúng cháu. Cầu thang cũng có lúc rất là trơn, thì đi cũng có khi có vài bạn trượt ngã, cháu cũng sắp trượt ngã một lần rồi. Những ngày mưa to thì nó dột rất là nhiều. Thứ hai nữa là cái phần bê tông thì cái khả năng chịu lực nó đã rất là kém rồi. Và nếu trong tình trạng mưa lâu ngày hoặc là gió lớn thì rất là nguy hiểm cho học sinh, có nguy cơ là đổ hoặc là có nguy cơ là cái phòng học nó không chịu được cái sự tác động thì có thể làm gây mất an toàn cho học sinh. Những phòng học chật chội, bàn ghế kê san sát, chỗ ngồi của học sinh còn thiếu thốn, đó là tình trạng đang diễn ra tại trường tiểu học Văn Nhuệ. Theo quy định, những lớp học có sĩ số trên 30 học sinh thì diện tích tối thiểu phải đạt trên 40m2, nhưng thực tế những phòng học này có diện tích chỉ khoảng 20m2. Chưa kể những mảng tường rạn nứt, bong chóc có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho học sinh. Bây giờ thì sợ nhất là những lúc mà mưa to, gió lớn và bão bùng nó xảy ra thì có thể là những cái tường này nó xây lâu rồi không đảm bảo. Thế còn cái nền thì nó cũng đã lún và mái thì cũng đã làm lại rồi. Đấy là những cái điều kiện mà không đảm bảo cho các cháu. Những vụ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn đuối nước, bạo lực học đường, cháy, nổ, điện giật đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều phụ huynh. Mặc dù các quy định về môi trường an toàn trong giáo dục đã được cụ thể hóa và triển khai xuống các trường học. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngành giáo dục cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục về phòng chống tai nạn thương tích. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ năng sống cho các em để chủ động phát hiện các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn, những nguy hiểm trong sinh hoạt hàng ngày, để từ đó bản thân chủ động phòng tránh hiệu quả.